Chào các bạn đến với kênh của Quỳnh Hữu Phước. Hôm nay mình làm món trứng cút kho ớt chuông nha mấy bạn. Thì trứng cút kho với ớt chuông mình đây mình có là trứng cút và hành tây. Và đây là ớt chuông. Ớt chuông mình đã sắc sẵn nha mấy bạn. Và tàu hũ kia. Tàu hũ kia này mình cũng ngâm nha mấy bạn. Mình ngâm cho nó mềm rồi mình sẽ để vào mình kho nó mới ngon nha. Vậy chúng mình vào bếp đây luộc trứng cút để mình kho nha mấy bạn. Thì mấy bạn ơi, bây giờ mình bắt bếp lên đừng luộc trứng cút nha mấy bạn. Trong khi cái nước mình bắt lên rồi mình luộc trứng cút á, mình để vô một chút muối nha mấy bạn, để vô một chút muối đừng cho nó cái trứng cút mình nữa nó dễ lột nha mấy bạn. Và mấy bạn ơi, bây giờ cái nước của mình nó đã sôi rồi nè mấy bạn. Vậy là mình để cái trứng cút vô nha. Mình để cái trứng cút vô có khoảng chừng 3-4 phút hoặc là 5 phút là được rồi đó nha mấy bạn. Và bây giờ mình chờ cho nó 3 phút đi là mình tắt bếp để mình lột nó. Thì mấy bạn ơi, mình đã luộc cái trứng cút rồi nè mấy bạn. Mình lột trứng cút rồi nha. Mình lột rồi mình bắt bếp lên đựng mình kho trứng cút. Trong khi mình muốn kho cái trứng cút này cho có cái màu nó đẹp thì mình bắt cái nồi lên mình để vào một miếng đường. Để vào một miếng đường nữa mình làm cái cho nó có màu nha mấy bạn. Là một miếng để vô miếng đường và một chút nước dừa. Hôm nay ông trời lại chuyển mưa nữa rồi mấy bạn ơi. Cho nên mình bắt cái bóng đèn lên nó hơi dạ, nó không có được sáng nha mấy bạn. Mình để cái dặn cái lửa cho nó nhỏ đi, dặn cho nó nhỏ nó ghiêu ghiêu thôi. Nè mấy bạn thấy bây giờ cái đường của mình nó có màu nè mấy bạn. Này nó có màu nè. Nó có màu như thế này thì mình chờ nó thêm một chút nữa. Tại vì mình thấy cái màu này nó cũng chưa có được tươi nữa hung nè. Mình chờ cho cái màu nó hơi tươi, hơi đậm lại một chút. Như mình có nước dừa tươi thì mình để nước dừa tươi vào mình kho nó sẽ ngon hơn. Còn không có nước dừa tươi thì mình kho nước lạnh cũng được, nước lọc cũng được nha mấy bạn. Vậy là bây giờ cái đường của mình nó có màu rồi nè. Vậy là mình để hết cái phần trứng cút này vô luôn. Để vô luôn. Để vô đi là mình tắt bếp nha. Để vô là tắt bếp liền. Mình trộn cái phần trứng cút này nè cho nó thấm, cho nó thấm cái đường mình thắng á, và có trứng cút nữa mình hồi mình kho nó sẽ có màu mà sẽ đẹp hơn. Hơi tối nha mấy bạn, tại vì ông trời chuyển mưa cho nên hơi tối. Mình nè, mình trộn nó có được cái màu như thế này rồi nè. Trời chuyển mưa cái hơi tối nha mấy bạn ơi. Giờ mấy bạn ơi, cái trứng cút của mình đã để cái vào trong cái đường của mình á, thì bây giờ nó đã màu nó đã đẹp như thế này rồi nè. Vậy thì mình bắt bếp lên rồi mình để vô mua thêm một chút nước mắm nha mấy bạn. Ít nước mắm thôi, tại vì cái trứng cút của mình kho nó không có rút được như thịt như cá, cho nên mình để ít nước mắm thôi. Vậy trong khi mình chờ đợi cái
nước kho của mình trong nồi nó sôi ấy, thì mình để vào đường, mua đường và bột ngọt, bột niêm gì đó tùy theo cái khẩu vị của mỗi gia đình nha mấy bạn. Thì trong khi cái nước mình nó sôi đó mấy bạn, thì mình để cái tàu hũ của mình vào luôn để cho nó thấm gia vị nha. Nếu như cái này mình có cái tàu hũ miếng của mình á, thì mình để vào nó cũng rất là ngon. Tại vì hôm nay nhà mình chỉ còn được có nhiêu đây tàu hũ này thôi. Nói chung tàu hũ này thì nó cũng ngon, nhưng mà nếu như mình kho như vậy, mình có cái tàu hũ á, tàu hũ miếng á, mình sẽ ngon hơn cái tàu hũ này. Thì mình kho như thế này có khoảng chừng 2 phút là mình để ớt chuông vào được rồi đó nha mấy bạn. Thì mấy bạn ơi, bây giờ mình đã để cái ớt chuông của mình vào thì mình xào nó đã chín rồi nè mấy bạn. Tại vì hồi nãy á, trong khi nãy mình đang nấu á, thì cái nước nó đã sệt lại rồi. Thì ông trời ông mưa ông gầm quá đi, mình không có dám mở điện thoại, cho nên mình không có quay được cái lúc mà mình mới để cái ớt chuông vào cho mấy bạn xem nha. Vậy là bây giờ cái ớt chuông của mình nó đã chín rồi. Vậy là cái nồi trứng cút kho ớt chuông của mình nó đã xong rồi nè. Vậy là mình tắt bếp là mình múc ra dĩa được rồi đó nha mấy bạn. Thì mấy bạn ơi, bây giờ mình đã kho xong cái món trứng cút kho ớt chuông rồi nè mấy bạn. Nhìn nó rất là bắt mắt nha. Thì cái món này mình ăn cơm nó cũng là rất là bắt cơm luôn. Thì mấy bạn thấy nè, cái miếng ớt chuông của mình nó vừa chín tới nè, miếng tàu hũ nó cũng vừa thấm nữa nè. Cái trứng cút của mình á, mình lúc mà mình làm cái màu đường á, mình để vào thì cái màu trứng nó sẽ rất là ngon, rất là ngon luôn. Để bây giờ mình sẽ vẽ một trứng cho mấy bạn xem ở trong ruột nó nha. Thì đây nè mấy bạn, nó cũng thấm vào trong trong cái trứng đó này nha, nhìn rất là ngon luôn. Thì mấy bạn ơi, thì đến đây thì mình cũng xin chúc tất cả các bạn các cô chú xem món ăn của mình vui vẻ. Hẹn gặp lại tất cả các bạn, các cô chú trong món ăn lần sau. Nếu như món ăn trong khi mà mình quay cái video á, có nói những gì sơ sót á, thì cũng mong tất cả các bạn, các cô chú bỏ qua giùm mình. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn, các cô chú nha.